Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Mozambique Philip Jacinto Nyusi đang thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Philip Jacinto Nyusi đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo đột phá cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique trong thời gian tới. Tổng thống Mozambique cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Tổng thống chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về ổn định chính trị, xã hội, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế, nhấn mạnh quyết tâm của nhà nước và chính phủ Mozambique trong củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo đã có trao đổi và thống nhất về các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các kết quả tại cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Philip Jacinto Nyusi nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua. Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt mức tăng ấn tượng 550 triệu đô la Mỹ, gấp 3 lần so với năm 2022. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị thúc đẩy trao đổi các mặt hàng có tính bổ trợ cho nhau như nông sản, phân bón, máy móc, hàng may mặc, da giày của Việt Nam và than, hạt điều, gỗ của Mozambique. Bày tỏ nhất trí cao với các định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất, Tổng thống Philip Nyusi khẳng định sẽ chỉ đạo chính phủ Mozambique phối hợp với các bộ ngành đối tác Việt Nam nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, chuyển đổi số, chế biến, chế tạo. Tổng thống Mozambique nhấn mạnh ưu tiên hợp tác nông nghiệp và thủy sản, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu tìm đối tác phù hợp cho các dự án hợp tác ba bên, hỗ trợ Mozambique nâng cao năng lực khai thác, chế biến thủy sản và phát triển các dự án nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, cũng như tại Liên Hợp Quốc và phong trào không liên kết và các tổ chức quan trọng mà hai bên là thành viên như ASEAN và Liên minh châu Phi. Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Trưa nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên sang thăm Liên bang Nga trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Đảng Nhà nước Việt Nam tới Nga sau khi nước này tổ chức thành công bầu cử Tổng thống và kiện toàn chính phủ. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo nền móng vững chắc và đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, cho biết nước Nga tuy xa về địa lý nhưng rất gần gũi về tình cảm, đến nước Nga như đến với những người bạn thân thiết lâu năm. Cảm ơn lãnh đạo Liên bang Nga đã chia buồn về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn lãnh đạo Liên bang Nga chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến các lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga, trong đó có Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Liên bang Nga là đối tác chiến lược toàn diện, quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung, trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành quả đạt được sau 30 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Hơn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Nga đã quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Nga. Đề nghị hai bên sớm thống nhất, ký các thỏa thuận để thu hút lao động Việt Nam sang làm việc tại Nga và tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao lưu của công dân hai nước.
hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường phối hợp giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận chính phủ hai nước đã ký, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về rào cản thương mại song phương, hoạt động thanh toán, vận chuyển, đơn giản hóa thị thực, du lịch. Hai bên nhất trí cho rằng, trong các kênh hợp tác liên nghị viện là một trụ cột rất quan trọng, đang không ngừng được củng cố, phát triển. Trong đó, Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga là cơ chế hợp tác đầu tiên và cao nhất của Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp của một quốc gia khác. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga là hai nước có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời, được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga cũng nhấn mạnh về việc Tổng thống Liên bang Nga Putin đã đưa ra các sáng kiến quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ nghị viện giữa hai nước, khẳng định tầm quan trọng của cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, kể từ khi thành lập Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Quốc hội Việt Nam Duma Quốc gia Liên bang Nga đến nay, đã có hai phiên họp rất hiệu quả, thiết thực để nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, làm sâu sắc thiết thực hợp tác về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các hợp tác quan trọng của hai nước. Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên đã trao đổi và thảo luận về các lĩnh vực hợp tác triển vọng trong thời gian tới như xuất khẩu nông sản, vận tải hàng không, kinh tế số, quản lý không gian mạng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng, công nghệ thông tin, số hóa hành chính công, truyền thông đa phương tiện, thể thao trí tuệ, giáo dục số, năng lượng sạch. Chủ tịch Quốc hội cho biết sau phiên họp Liên nghị viện được tổ chức, ngày 11 và ngày 12 tháng 9 sẽ diễn ra khóa họp lần thứ 25 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Với nền tảng được xây dựng trong những năm qua, hai chủ tịch tin tưởng rằng phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ thành công tốt đẹp, mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, từ đó tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, chỉ đạo khắc phục hậu quả và yêu cầu các biện pháp phòng chống thiên tai cần được triển khai khẩn trương. Đối với sự cố sập cầu Phong Châu, cần thực hiện ngay các biện pháp đã xác định và tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phân luồng giao thông và điều tiết hợp lý. Trong công tác cứu hộ, cần phối hợp với các tỉnh lân cận, tăng cường lực lượng tuần tra hai bên sông và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Đối với cầu mới, cần hoàn thành sớm và đảm bảo độ vững chắc trước mùa mưa lũ. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Sông Lô tại Vũ Quang, Việt Trì khả năng sấp xỉ báo động 1. Mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết khiến cho công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân tại vụ sập cầu Phong Châu gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm chiều ngày 9 tháng 9, chưa có thêm nạn nhân nào được giải cứu, ngoại trừ 5 nạn nhân đã được giải cứu từ sáng. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện tại công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do dòng nước chảy xiết, không thể cho người và phương tiện xuống ngay được. Cái dòng nước hiện nay đang chảy quá mạnh, thì chúng tôi cùng với phối hợp theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng giao thông cũng đã tập hợp các lực lượng đầy đủ, phương tiện đầy đủ, các anh thấy. Nhưng mà do cái dòng nước lưu lượng nó chảy quá mạnh nên chúng tôi chưa triển khai được. Thì bây giờ chủ yếu là chúng tôi phối hợp với các cái lực lượng ở các dòng ven hạ lưu, dùng các cái thiết bị hiện có như là phương tiện tàu thuyền đảm bảo an toàn, tuần tra trên các hạ lưu và sử dụng các cái hệ thống camera cam bay để quan sát, tìm kiếm những người mất tích
nếu mà có bị trôi giạt xuống hạ lưu. Bé là đi từ nhà xuống thì được độ một tiếng thì cũng nhìn trên mạng, thông tin trên mạng và gãy cầu Trung Hà, gãy cầu Phong Châu thì cũng là gia đình cũng liên lạc cho bé từ sáng giờ là không liên lạc nữa. Đó là gia đình cũng rất mong muốn là lực lượng chức năng là cố giúp gia đình gọi là tìm kiếm cháu. Hiện nay chúng tôi đang triển khai các cái lực lượng gồm của lữ đoàn của binh 543, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và lữ đoàn 297 tăng cường các cái lực lượng để giúp đỡ nhân dân. Thế còn trên địa bàn Yên Bái thì chúng tôi điều động trung đoàn 74 của sư đoàn 36 để phối hợp cùng với thành phố Yên Bái và tỉnh Yên Bái để di dời người dân ra khỏi cái khu bị sẵn sàng bị lũ. Hiện nước sông Hồng đang dâng cao, dòng nước chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Thưa quý vị, hiện các công tác chuẩn bị cứu hộ, cứu nạn đã sẵn sàng. Tuy nhiên, nước sông Hồng đang dâng cao và chảy rất xiết nên công tác cứu nạn, cứu hộ buộc phải tạm dừng. Ngay sau khi nước rút và có lệnh, thì các lực lượng sẽ khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn. Thưa quý vị, tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thêm 7 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất, nâng tổng số người tử vong lên 11 người. Theo cập nhật, tối ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm 7 thi thể trong vụ sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong số các nạn nhân tử vong, 7 người trên xe khách và 4 người trên xe ô tô con. Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Ngày hôm nay, hoàn lưu bão số 3 đã khiến cho mực nước trên sông Cầu dâng cao kỷ lục. Khoảng 3.000 hộ dân thuộc 22 xã phường của thành phố Thái Nguyên đã bị ngập úng, gần 600 hộ dân phải di dời người và tài sản. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại khu vực cầu Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cấp bách hỗ trợ nhân dân sơ tán và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều người dân muốn tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân, nhưng mực nước sông Cầu dâng cao nên chỉ có những người làm nhiệm vụ trực tiếp mới được tiếp cận khu vực bị ngập nước. Chị cũng muốn là gửi đồ ăn thôi, bảo cho người nhà. Vì là trong đấy ngập sâu, chẳng có gì mà cũng không có gì để chuẩn bị. Thế là nước nó lên nhanh quá. Về cái ảnh hưởng với mưa bão của cái vùng thượng nguồn nó về thì nước là quá ghê gớm. Vì thực ra rất là nhanh, nhà thì từ hôm qua 9-10 giờ tối thì vẫn chưa thấy gì cả. Thế sáng nay sang thì các cái cầu rồi các cái đã bị chắn hết, nhà chị đã ngập đến tận nền nhà rồi. Hiện thành phố Thái Nguyên có 116 xóm tổ dân phố bị ngập, 15 xóm tổ dân phố bị cô lập, hơn 850 ha lúa và hoa màu bị đổ, gần 10 ha trồng keo bị gãy, nhiều trường học trên địa bàn thành phố bị tốc mái. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương ứng phó và hỗ trợ người dân tại các khu vực nước ngập úng nguy hiểm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của thành phố và của các phường xã đang tổ chức và huy động lực lượng đến các hộ dân để giúp đỡ cho nhân dân. Đối với cơ quan thường trực của phòng chống thiên tai thành phố thì đang xây dựng và cung cấp các cái nhu yếu phẩm thiết yếu để cho những người dân bị cô lập, để đảm bảo cái việc lương thực tối thiểu để cho người dân phục vụ trong cái lúc mà bị cô lập do nước lũ. Hiện nước lũ trên sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bảy đã vượt mức báo động cấp 3 hơn 115 cm. Mực nước hồ núi Cốc cũng đang tăng nhanh. Để chủ động ứng phó, vào hồi 14 giờ ngày 9 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc với lưu lượng xả từ 60 đến 300 mét khối một giây. Công ty cũng đề nghị người dân khu vực phía hạ du chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn trong thời gian xả lũ. Sáng nay, nước lũ ở các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai dâng lên mức báo động khẩn cấp trên báo động 3 từ 1,7m đến 3,73m và đang tiếp tục lên nhanh. Nguyên nhân do trên thượng nguồn sông Hồng có mưa rất to, nước lũ đã gây ngập úng và thiệt hại cho hàng nghìn hộ dân. Tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 518 nhà dân, 166 hộ phải di chuyển đến nơi an toàn và gần 600 ha hoa màu bị ngập úng, ước thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Mà cái mực nước lên rất nhanh, trong vòng có một tiếng là đã thấy nó thay đổi nhiều lắm rồi, lên rất nhiều rồi. Thế nên là đấy các chị xem dân chúng ở trên đây là thôn xạo cả dọn từ trước từ hầu như nếu như hỏi ra thì đến 6-7 năm nay chưa có hết.
Tại thành phố Lào Cai, nước lũ trên sông Hồng đã tràn kè vào khu vực người dân sinh sống dọc hai bên sông và tiếp tục dâng nhanh. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã lập các chốt kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Các cơ quan để chỉ đạo triển khai cái việc hỗ trợ cứu đói cho người dân bằng các cái nhu yếu phẩm thiết yếu như là mì tôm, nước uống để đảm bảo cho người dân đảm bảo được cái cuộc sống trong cái thời gian di chuyển tránh lũ. Đặc biệt là các tuyến đường thì đã bị sạt lở chia cắt từ trung tâm huyện đến 16 xã thì hiện nay đang bị chia cắt hoàn toàn. Theo thống kê, mưa lũ tại Lào Cai đã khiến 19 người tử vong, hơn 1.000 nhà dân bị ảnh hưởng, cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Trong đêm ngày 8 tháng 9, thành phố Lạng Sơn đã di rời hơn 100 hộ dân ở khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, do mưa lớn và xả tràn từ hồ chứa Bản Lải, huyện Lộc Bình. Mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao chạm ngưỡng báo động nguy hiểm. Nhiều khu vực tại các huyện như Tràng Định, Hữu Lũng và Văn Quan cũng ghi nhận ngập cục bộ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hiện mực nước các sông đã giảm, các công ty chủ hồ chứa thủy điện gồm Bản Nhung, Thác Xăng, Khánh Khê đã ban hành thông báo xả tràn các hồ chứa đến người dân ở hạ du và mưa lớn vẫn dự báo tiếp tục gây ngập úng và lũ quét. Tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 9 tháng 9, nước sông Bưởi cao hơn báo động 2, khiến 74 hộ dân ở xã Thạch Lâm có nguy cơ bị ngập lụt. Mưa kéo dài đã làm ngập một số tuyến đường và thiệt hại hơn 200 hectare cây trồng. Xã Thạch Lâm sẽ di rời người dân khi nước tiếp tục dâng cao. Tại huyện Bá Thước, mưa lớn đã làm 15 điểm giao thông bị chia cắt, 127 hộ dân phải sơ tán do nguy cơ sạt lở. Hiện có 2 thôn bị cô lập và huyện đã sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp. Nước từ Hòa Bình, Sơn La tiếp tục đổ về sông Mã và sông Bưởi, khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Công tác tuần tra đê điều và hồ đập được thực hiện nghiêm ngặt nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp. Từ chiều ngày 7 tháng 9, mưa cục bộ từ 100 đến 200mm đã gây lũ lớn trên các sông và tình trạng sạt lở đất đá, đặc biệt là tại quốc lộ 4D. Tại đoạn km 85+700, hơn 10.000 mét khối đất sạt lở đã làm tê liệt giao thông trong nhiều giờ. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, gây ách tắc giao thông như quốc lộ 4H từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Mặc dù chưa có thiệt hại về người nhưng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân không nên hoạt động trên sông suối và nâng cao cảnh giác trong thời gian mưa lớn kéo dài. Thưa quý vị, ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt đối với những người dân sinh sống xung quanh khu vực bờ kè và trên sông Hồng. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên sông Hồng hôm nay đã xuất hiện lũ lớn, đỉnh cao nhất lên tới 84,91m, vượt trên mức báo động 3 1,4m. Những chuỗi số liệu quan trắc đã thu thập được cho thấy đây là trận lũ lớn hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trước tình hình lũ trên sông có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, ghi nhận tại các khu vực người dân sinh sống dọc theo hai bên bờ sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội chiều nay, nhiều người dân vẫn còn hết sức chủ quan. Không, chưa về được đến đây, nó phải mai nó mới về đến đây, thì từ trên nước nó phải mai nó mới về đến đây chứ nó không về ngay được đâu. Cô đây cô coi như là nước cứ lên đến đâu cô cho vào đến đấy, chứ cô không ở ngoài này đâu. Bây giờ cháu và em nó chưa đi làm về, nó đi làm về thì cô lại cho sát vào trong kia. Mưa ở ngoài đấy thôi, vì ở trên ý nó mới là đầu nguồn thì nó mới lũ to, trên đây thì nó về cuối rồi thì nó chỉ bình thường thôi, nó không to như ở trên ý. Vụ việc nước lũ cuốn sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người thương vong trong buổi sáng nay là một hồi chuông cảnh báo. Chính quyền các địa phương, khu vực ven sông cần hết sức cảnh giác, rà soát lại các công trình, triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó, chủ động di rời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cùng với đó, người dân cần đặc biệt đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trước mưa lũ.